À, bây giờ thầy sẽ chỉ cái câu câu này. Thì câu này á là các em thấy ở đây nó có nhiều câu lệnh. Thật ra những câu lệnh này là những câu lệnh ví dụ như là đổi ổ đĩa nè, nè câu thông báo, đây là xóa màn hình nè. Nhưng mà các em không cần nhớ hết những cái câu này cho thầy. Các em chỉ nhớ thầy hai câu này thôi nha. Nghĩa là đây là hai câu mà hôm trước thầy có chỉ rồi á, hôm nay thầy chỉ lại á, không? Rồi tập trung nha. Bây giờ thầy sẽ đăng xuất, coi thầy đang quay chưa. Rồi đang quay rồi. Rồi thầy đăng xuất ra khỏi nhé. Rồi đăng xuất bằng admin mới chỉnh được cái đó. Nhớ là các em đăng nhập bằng admin Twitter nha. Rồi. À, mai mốt mà các em đi làm công ty á, cái việc mà về quản lý về các lệnh, thậm chí như vậy nè các em, khi vừa đăng nhập vô là cái người user nó được tự động kết nối máy in luôn đó, thì tất cả hay là những cấu hình gì đó tất cả đều qua script hết á, qua cái script này nó gọi là power shell á, nghĩa là nó gọi là chính là những cái mã shell á, như mã lệnh đó. Nghĩa là khi vừa đăng nhập vô là các em muốn share thư mục, các em muốn thông báo hay là thậm chí là những cái kết nối máy in chẳng hạn, thì nghĩa là cái câu mà kết nối máy in này chúng ta sẽ được học ở những cái bài cuối kết nối máy in. Nghĩa là khi mình cài driver máy in, cái người này in tất cả đều in vô một máy thôi, chứ đâu phải in hay là in printer server gì thì tất cả là đều thông qua cái lệnh này hết luôn ha. Rồi bây giờ thầy chỉ các em một cách, thì các em còn nhớ là trước thầy có chỉ các em là các em sẽ vào trong cái đường dẫn của máy mình đúng không? À, các em vào trong cái thư mục, cái này nè, cái đó từ system volume á các em, cái là ổ đĩa các em, script. Rồi mình edit cái này đúng không? Rồi hôm trước là mình dùng cái này, bây giờ mình không cần phải, mình chỉ thầy nói rồi, các em chỉ cần nhớ thầy hai dòng lệnh này thôi. Bây giờ thầy muốn các em tạo ra một cái thư mục nữa là thư mục chung, dùng chung. Rồi cái này kết nối thư mục trường cao đẳng ha. Rồi không phải trường cao đẳng nữa mà kết nối đến thư mục của khoa mình á, của phòng mình á ha. Đó rồi, ví dụ như là thầy ví dụ nha, thầy tạo một cái thư mục giả sử ở trong ổ đĩa C đi, thầy tạo thêm, thầy phóng lớn lên ha. Giả sử bây giờ trong ổ đĩa C chúng ta vào trong thư mục trường cao đẳng, chúng ta tạo một cái thư mục ha. Rồi à, không không không, đừng có tạo trong đây, tại vì dùng chung là tạo ở ngoài nha các em. À, dùng như tạo ở ngoài ta, cái đó thì trong thư mục trường cao đẳng thôi. Thư mục dùng chung này là thư mục tất cả mọi người đều toàn quyền hết luôn, nghĩa là full hết ha. Nhấn chuột phải property share full hết, tại vì thư mục này có thể là cuối giờ người ta sẽ xóa hết luôn đó các em ha. Nếu ai muốn làm gì trên đây thì làm á. Rồi mình sẽ add tất cả các group vào. Ở đây mình chỉ add group thôi nha các em. Ở đây tạm thời thầy đang có hai group, đây là add hai group. Thì các em đừng có add anyone, anyone là người ở ngoài ta vào được luôn nha. Đừng có add anyone. À, đúng ra là như vậy nữa. Hồi nãy là chúng ta lên cấp toàn toàn quyền luôn nha. Có thể là nghĩa là mình add là full quyền luôn. Đọc ghi thoải mái nha. Cái này là chung mà. Và tí nữa nhớ là cấp full quyền luôn. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ là chúng ta test cái này nha, chúng ta thử test một user, không một một người thôi. Mình sẽ thôi mình test trên Minh TE, mình cho người ta test vô cái Minh TE, mình làm một người nha các em. Thầy sẽ làm cho em theo hai cách. Rồi bây giờ nhìn nha, thầy vào đây. Quên. Mình cũng vào cái này luôn ha, Sitpoint.
Rồi. Phải copy này xuống. Cái này chắc là các em phải copy cái này nè. Đúng vậy hả? Thầy không cần copy xuống nữa. Đầu tiên là ban giám hiệu đúng không các em? Rồi. Cái này chính là thư mục dùng chung, các em đừng có gõ thư mục nha các em. Các em gõ nhiều khi mình gõ vào á, nhiều khi nó sai á ha. Mình ở đây mình lại bấm quay lại, mình vào cái dùng chung nè, các em thấy thầy lít vô đây nè. Thầy copy chắc anh. Ha. Đó, copy cho nó khỏi bị sai. Thấy chưa? Thế tại bị dư rồi. Dư cái là khỏi lấy mà không để ý là tiêu nha các em. Đó. Rồi mọi người hiểu ý này không? Nghĩa là rồi, à, hồi lấy chúng ta có một ổ đĩa rồi, ví dụ như là ổ đĩa mặc định thì lấy user là ổ đĩa T đúng không các em? Ví dụ như là bây giờ mình đỡ ổ đĩa ví dụ như là E này với lại ổ đĩa F đi nha. Và nhớ là phải đổi ổ đĩa nha. Không? Được chưa? Rồi mình thoát. Bây giờ mình muốn test thử. Mình muốn test thử thì mình phải vào trong cái này mình chạy thử coi nó có kết nối được không, đúng không các em? Nhớ là mình mà chạy mà không kết nối được chứng tỏ là mình làm bị sai đó. Đó, đấy. Được chưa? Rồi, nhưng mà mình test thử thì mình phải disconnect nó đây, đừng có cho nó, mình phải vào đây mình test xong mình đừng có sử dụng. Rồi, bây giờ bắt đầu mình muốn mình lại tiếp tục mình vào cái mục này. Có nhớ này không? Nhớ cái chỗ này đúng không? À. Đây, ở đây mình sẽ cấp cho cái user này nha. Rồi, property profile đúng không? Nghĩa là mình sẽ đánh cái tên này vào. Các em lưu ý các em phải đánh cái này không chứ là có chị rồi. À, các em nhớ là mới đầu nó không có. Cái mình sẽ đánh vô logon.bat. Mà logon.bat này chính là cái file mà họ lấy trong thư mục sysfo là script đó ha. Đó. Rồi. Và là nó sẽ có khi mà đăng nhập vô cái nó sẽ có ba ổ đĩa. Ổ đĩa thứ nhất là thư mục ba nhóm hiệu nè. Ổ đĩa thứ hai là thư mục chung, ổ đĩa thứ ba là thư mục của chính user này. Đó, đó, ok. Rồi bây giờ mình test thử nha. Mình test thử. Giờ đăng xuất cái user này nha. Bấm đây chứ. Nếu mà đăng nhập vô cái là tự động có ba cái thư mục đó là thành công. Mình đang làm cho một user đó nhé, là mình phải làm cho tất cả user luôn đó nghe. Rồi các em thấy ở đây nè ha. Rồi sao mà lấy thầy hình như sao thầy vậy ta, thầy chưa cấp hết quyền này. Rồi thấy chưa, rồi cái này là thầy chưa cấp hết quyền thì cái này chẳng qua bây giờ thầy cấp lại thôi. Rồi cái này là do mình phải cấp quyền lại cho cái này nha các em. Cái này là họ lấy phần admin cấp quyền chưa tới nơi nha các em. Cho vậy thôi. Rồi vậy là các em đã làm xong. Rồi nhưng mà như vậy thầy nói nè. Nhưng mà như vậy nếu mà giả sử khi mà user khác đăng nhập vô cũng lại có cái thư mục ba nhóm hiệu luôn như vậy thì không hay lắm đúng không? À, nên là thường thường người ta cấp cái này không cấp tới ba nhóm hiệu mà đã cấp tới cái chương mục là trường cao đẳng thôi, nghĩa là như vậy. Bây giờ thầy làm thêm một cái kiểu này nữa, bây giờ thầy đăng xuất này, đăng xuất nha. Thầy muốn làm theo nhiều kiểu khác nhau để cho các em hiểu. Rồi thầy sẽ đăng nhập bằng admin.
cái này hồi nãy là chắc là cái phần mà bảo mật các em, thì hồi nãy là do chắc là thiếu user hay thiếu thiếu ad group vô á, không nghĩa là chỉ cấp ngoài kia mình thêm, ý là cái khúc này á thì đúng ra là chúng ta phải ép tất cả các lúc vào đây luôn, lấy chắc là để quên làm cái thao tác đó à. Rồi bây giờ là có một cái như vậy, hồi nãy á thì thầy chưa share cái này đúng không các em, bây giờ thầy share cái này, nhưng mà thầy share cho tất cả các group luôn, hoặc là thôi tạm thời thầy ví dụ nha, thầy share everyone, ở đây mình đang làm mình share chế độ là read ha. Rồi. Quên. Xe không thay đổi chứ ta. Chết rồi, bị sai khúc này rồi. Ý là xe là không thay đổi nha các em, thầy lại bấm thay đổi. Rồi. Ý là khi như vậy nè các em, khi mà các em property nó tác dụng đến thư mục con, thì khi mà mình xe á khi mình xe cho everyone này á thì nó sẽ báo một cái là có muốn thay đổi hay không, mình chọn là không thay đổi nhé, nhớ nha. Đó nên là thầy bị sai cái khúc này, em nhớ như vậy. Rồi rồi bây giờ vì sai thầy phải chỉnh lại cái này nè, nó sẽ thay đổi dưới đây luôn, em thấy mất user kia không, rồi thầy phải edit lại nha. Tại vì thầy không sửa lại mốt các em cứ tưởng để như vậy thiệt là chết. Các em thấy thầy làm video nhiều khi các em thầy làm sao các em làm để vậy á, thầy làm sai các em để luôn. À, nên thầy chỉnh lại cái này nha. À. Có nhiều khi cũng để ý. Rồi, group này group gì? Công nghệ thông tin. Tại vì group này nó sẽ toàn toàn quyền đúng không các em? Những cái thao tác này là hồi xưa lúc mà thầy làm IT thì thầy làm suốt luôn đó. Rồi bây giờ mình test thử cái này, mình coi thử coi. Nè, các em thấy ở đây nó có cả thư mục là trường cao đẳng luôn. Nhưng mà khi người ta vào đây, người ta thuộc group nào người ta mới vào được cái đó thôi. Nhưng mà các user các em để ý nè. Khi em có xe rồi nha. Nhưng mà các user ở đây nè. Các em coi này, các user chỉ được quyền đọc thôi chứ không có được quyền xóa, quyền làm gì hết. Ở đây là nhìn nhé, cái phần security nè, thầy đang làm tạm là chỉ được quyền đọc thôi. Đúng như là các em lưu ý nè, nếu mà đúng hơn á thì các em nên add tất cả các group vào, nhưng mà group group nào cũng là chỉ là quyền đọc thôi. Các em hiểu ý không? Add giờ sợ add thôi, thầy làm luôn cho đúng đi. Rồi bây giờ thầy add lại nha. Rồi, group nè. Rồi, group này chỉ quyền đọc thôi. Nè, không có quyền ghi nha các em. Nếu tốt nhất các em để vậy chỉ đọc thôi. Được chưa? Đó. Một cái, ép thêm một cái nữa. Ép này rồi. À, chỉ để đọc thôi. Rồi tiếp ép thêm group nữa nè. À, nhân sự đúng không các em? Rồi vậy là chúng ta đã share cái này rồi. Rồi bây giờ coi nha, bây giờ mình sẽ test thử nè. Mình sẽ vào cái thư mục trường cao đẳng, mình copy cái này. Lưu ý copy cái này nha, copy nha. Bây giờ mình sửa cái sheet void, quên. Sửa đây. Bằng phúc ở chuyện hồi. Rồi, thay vì cái chỗ ban giám hiệu này mình không có làm vậy nữa nha anh em. Mình để như vậy nè. Để vậy. Rồi, luôn. Rồi bây giờ thử mình chạy thử cái coi nó có kết nối được hay không, cái là mới an toàn nha các em.
đó. Nghĩa là khi mà người ta vào đây á, thì người ta vẫn thấy hết, người ta vẫn thấy hết những cái này, nhưng mà người ta không có vào được cái này đâu, hiểu, hiểu chưa? Rồi còn thầy nói nữa, thầy nói thêm luôn, có một cái nữa thầy chỉ các em nhiều kiểu tùy ý các em sau này các em lựa chọn. Có một cái nữa là người ta chỉ xe đúng thư mục này thôi, ý là như vậy. Có một cái nữa là người ta chỉ xe đúng cái thư mục là trường cao đẳng này thôi, người ta không xe hai cái này, nhưng mà người ta cấp quyền, người ta chỉ cấp quyền trên từng cái này, người ta không xe. Ý là có một cách nó như vậy nè, cái thư mục này người ta không xe nữa, người ta chỉ xe đúng thư mục là trường cao đẳng. Hiểu ý thầy nói không vậy? Rồi người ta sẽ trong cái phần security này nè, cái phần xe người ta sẽ không xe nữa, mà người ta sẽ đúng thư mục trường cao đẳng. Trong security người ta chỉ cấp quyền cho con cái đó thôi ha. Rồi bây giờ chúng ta thử. Rồi sao nó ảnh hưởng cái dưới này. À, cái này bỏ nè. À, được quyền đọc. À, lưu ý nha, mình bỏ cái này đi nha. Các em thấy là thầy remove không được thì làm sao các em? Mình chỉ để cho cái lúc này là toàn quyền thôi, còn mấy cái này là mình không có cho làm vào nha các em. Rồi nếu mà bị như vậy thì sao các em? Các em bấm vào đây nè, disable này ha. Rồi bỏ cái khoa công nghệ thông tin đi, nhân sự đi, và là chỉ được ban giám hiệu là full quyền thôi nha. Rồi tương tự như vậy ha, hơn tốt nhất là mình vào trong đây cho nhanh. Rồi giả sử công nghệ thông tin property nè, security, bấm vào đây expand. Rồi coi nha. Rồi các em nhìn nha, bây giờ thầy sẽ remove cái group ban giám hiệu đi nè, nhân sự đi nè. Rồi chỉ có công nghệ thông tin toàn quyền. Các em nhìn thấy ở đây nè, thấy không? Rồi nhân sự cũng vậy, property, security ha, bấm expand, bấm như đây. Rồi bây giờ nha, cái này thì mình xóa cái gì, ban giám hiệu, nhân sự, ấy chết. Rồi công nhận tên xóa luôn. Mình thêm lại cái gì các em? À, nhân sự nhá. Mình thêm lại đây nè, cho nhanh. Lưu ý là thầy làm hơi nhanh á, nhưng mà do là thầy có quay video nên mấy các em có thể coi cho nó chậm lại. Rồi lưu ý khi mình làm xong á, mình phải kiểm tra lại coi cái nhiều khi cái quyền nó bị ảnh hưởng, nó bị tự động nó chỉnh sai á các em, chỉnh sai ý đồ của mình ha. Thì mình phải tự tinh chỉnh lại bằng cách mình nhớ là mình coi lại nha. Cái bảo mật quan trọng cái này nè, cho dù nhiều khi mình share full luôn, mình share rồi, nhưng mà cái này mình có cấp cho ta vào hay không là do cái chỗ security này nè. Giống như là mình cho ta biết nhà, nhưng mà mình cho ta vào hay không là cái security này rất là quan trọng, bảo vệ, giống như bảo vệ các em ha. Rồi bây giờ mình sẽ test thử nha, mình test thử. Rồi thầy muốn chỉ các em nhiều trường hợp khác nhau luôn, chứ một trường hợp nhiều khi mà sau này các em muốn làm kiểu như vậy. Rồi cái này nhớ là user để mình test, mình ép vào admin thôi. Chị là phải chỉ nhiều trường hợp. Nè. Oh. Biết tại sao cái này hả, lại quên, thầy quên disconnect đi. Thầy đang xuất lại. Thầy phải disconnect đi. Có khi nào nó vẫn file cũ thầy chưa lưu không ta? Các em thấy là chưa được đúng không các em? Nó chưa có thư mục trường cao đẳng, hồi nãy thầy đang muốn xem thư mục trường cao đẳng, có thể là nó thầy chưa lưu cái file đó rồi. Thầy thử lại nữa nha.
Rồi, các em thấy ở đây nè. Ở đây các em thấy không? Bây giờ mình không ấy vậy mà có thể xe kiểu vậy. Mình có thể vào đây, các em thấy ở đây nè. Bây giờ nếu mà các em dùng cái cách mà không xe mấy cái thư mục này nè. Các em có thể là không cần xe mấy thư mục qua công nghệ thông tin, cái này cũng được, thì xe mỗi cái cao đẳng này thôi cũng được nhé. Các em cấp quyền như, nghĩa là có nhiều cách khác nhau, các em có thể là, rồi bây giờ user khác cũng thấy như vậy. Nghĩa là các em không xe thì lúc mà các em không xe mấy cái thư mục này á, thì khi mà người nào vào cũng chỉ thấy đúng cái thư mục các em cấp quyền á. Nghĩa là các em cấp quyền là thư mục này thôi thì người ta vào chỉ thấy đúng cái này thôi. Đúng không? Nhưng mà làm cái file lock on chấm bát theo kiểu này thì nó gọn hơn, chứ không thôi là các em phải làm cho từng người không được. Nè, vậy là bây giờ cuối cùng cái file lock on chấm bát là theo kiểu như vậy nè. Các em coi nha, thầy chiếu lại. Các em chụp lại cho thầy nhé. Đây. Các em nhớ là tại sao, nhưng mà các em làm kiểu này thì bây giờ các em sẽ là sao? Các em phải share thư mục là trường cao đẳng, nhưng mà cấp quyền có thể là cấp quyền là cấp cho đúng thư mục ba chấm hiệu, chỉ có quyền trên ba chấm hiệu có quyền đó, thư mục qua quản trị qua công nghệ thông tin chỉ có lúc công nghệ thông tin có quyền trên đó thôi, nhớ nha. Rồi chụp chưa? Rồi bây giờ nhé, thầy nhắc lại một lần nữa cho kỹ luôn, kỹ lại thì bây giờ mình có thể làm theo cái kiểu như vậy. Trong thư mục các em xe thầy đúng thư mục này thôi, nhưng mà tất cả các user chỉ được cái gì, chỉ đọc thôi nhé, được không? Tất cả các user hay là tất cả các group đi nè, các em thấy ở đây là tất cả các group, nhưng mà tất cả các group chỉ được quyền chỉ đọc thôi, các em thấy không? Read thôi, được chưa? Rồi nhưng mà ở đây nè, bây giờ có thể là mấy cái này các em không xe nữa, nhưng mà các em gì sao không xe, nhưng mà các em cấp quyền sao? Không, nghĩa là các em có thể bỏ xe bằng cách bấm vào đây nè các em. Các em muốn bỏ xe các em bấm vào đây nè. Các em không xe nữa nhưng mà sao? Các em cấp quyền full group nào, cấp quyền full group đó. Được chưa? Có thể là không cần xe nữa cũng được ha. Nếu mà các em không share nó thì các em có thể là remove đây nè, các em không share user nè, không? Rồi bây giờ các em làm thử nha. Rồi.